từ công ty tư vấn du học Inspido. Hội đồng Anh British Council sẽ cho ra mắt cổng thông tin Study UK Connect vào tháng 8 với nhiều hoạt động về du học Anh thông qua hình thức trực tuyến. Mục tiêu của cổng thông tin này dành cho quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên có thể kết nối trực tiếp với các trường đại học tại Anh Quốc và tìm hiểu về du học Anh mọi lúc, mọi nơi. Study UK Connect là một cổng thông tin đặc biệt được Hội đồng Anh lập ra để giúp các bạn học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh có thể kết nối trực tiếp với các trường tại Vương quốc Anh một cách thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. Lợi ích khi tham gia cổng thông tin này chính là trao đổi trực tiếp và tư vấn chuyên sâu với đại diện các trường tại Anh Quốc. Thứ hai là nhắn tin hỏi đáp với các trường. Thứ ba là tham dự các buổi hội thảo trực tuyến hướng dẫn cách lên kế hoạch du học Anh, cũng như là chuẩn bị hồ sơ, giới thiệu ngành học, tư vấn nghề nghiệp và trò chuyện với cựu du học sinh ở Anh. Tiếp theo là những buổi hội thảo này sẽ cung cấp thông tin về quy trình nộp hồ sơ xin visa du học Anh cùng với những thông tin hữu ích trước khi lên đường du học. Và cuối cùng, đó chính là thông tin về các cơ hội học bổng hấp dẫn của các trường trong hệ thống Study UK Connect này. Các bạn có thể truy cập cổng thông tin Study UK Connect cho đến 31 tháng 10, 2020. Và việc tham gia các chương trình trong cổng thông tin này đều là hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những thông tin cần thiết về cổng thông tin Study UK Connect của Hội đồng Anh. Em hy vọng rằng quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên có nhu cầu du học Anh sẽ nhờ cổng thông tin trực tuyến này mà có được những thông tin bổ ích cho mình. Nếu các quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên có thắc mắc gì về du học các nước, có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspido tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua số hotline 0943556128 hoặc qua email info@inspidoedu.com. Xin chào và hẹn gặp lại.